Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa trường Thọ Số Nhân và ân nhân tài trợ Ngô Văn Xuân, hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao Cơm Chay Cầu Thiện Mắt Nhìn Cuộc Đời Bến Tre cũng như ban trị sự Phật Giáo Hảo Xã Cành Thái A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã đến tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, thì được anh em địa phương ở đây thì cũng dắt đến để cho biết đây là có cô Phan Thị Xuân Kiều, 35 tuổi, cô đã bị bệnh chất độc màu da cam. Khi từ nhỏ đến lớn, cô đi lại không được vì bị hai cái giò nhỏ hả Kiều? Dạ. Hai cái giò đi lại không được nên vậy em hàng ngày phải đi xe lăn. Giờ trong nhà cũng đi xe lăn chứ không có đi tự nhiên được. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện cố cao đã đến ở đây thăm và tặng cho em 1 triệu đồng của ân nhân là Ngô Văn Xuân. Thì được biết là em Kiều ở đây thì cật nguyền, thì gia đình cha mẹ thì ở phía bên trong, bên sau trong giường. Mà em ra đây thì được ngoại cho phỉnh đất các cái căn nhà để mua bán nhỏ. Đây, quý vị xem qua thì em cũng mua bán bánh kẹo này kia ở đây thì hàng ngày. Thì em ngồi trên xe lăn đi vòng ở đây để bán. Thì xin Kiều cho chút hỏi thăm coi mình mua bán như vậy rồi có được không ở Xuân Kiều? Dạ con cũng rai, ở đây cũng hơi trẻo. Rồi ở đây mua bán vậy rồi bà con người ta có mua chịu mình không? Dạ có. Rồi chứ mua chịu là rất vốn sao? Bán thì cũng phải chịu vậy á. Thì cái bà con cũng thấy vậy thì cũng ít hơn chút, cũng tâm thủ trả mình. Rồi ngày bán mình bán vô vừa vốn vừa lời được chừng nhiêu? Dạ chừng 200 mấy à. Vậy mình lời được mấy chục ngàn, bao nhiêu tiền? Dạ chừng 50. Dạ. Vậy ngàn 50 thì cũng đủ ăn rồi ha. Dạ. Thì kính thưa cả nhà, hôm nay nhóm thiện nguyện cố cao đã đến đây trao một phần quà của ông Ngô Văn Xuân thì cho cô Xuân Kiều, thì phần này là 1 triệu đồng để cho cô có chút đỉnh tiền để làm vốn để kèm kế sinh nhai. Kính chúc cả nhà vui khỏe và an lạc. Mến chào cả nhà.